cô gái Bana yêu ơi, bên dòng sông Đắk Lắk xanh trôi êm đềm. Anh gọi em tìm em nơi đâu, nơi rừng xanh chiều nay chờ ai bên núi. Hỡi cô gái Sarai yêu ơi, ngồi bên nhà rông nơi đây anh mong chờ. Anh gọi em tìm em nơi đâu, chỉ nghe rừng kia rộn vang tiếng thét gào. Anh gọi nơi, nơi không trả lời. Anh gọi xuôi, xuôi vẫn dị dào. Anh gọi gió, gió vẫn bay đi. Dòng sông Krông Pa xanh trôi em đêm. Anh gọi em tìm em nơi đâu, nơi rừng xanh chiều nay chờ ai bên núi. Hỡi cô gái mơ nồng yêu ơi, ngồi bên nhà sông nơi đây anh mong chờ. Anh gọi em tìm em nơi đâu, chỉ nghe rừng tiếng rộn vang tiếng thét gào. Và cũng là ngày vui mừng nhà mới cho gia đình Amabo và Mibo. Vậy là còn vài phút nữa thôi thì buổi tiệc của chúng ta sẽ được bắt đầu. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý ông, quý bà, quý vị khách quý, chúng ta hiện đang ở phía bên ngoài, xin mời vào bên trong tiệc. Hãy chọn cho mình chỗ ngồi nào đó thích hợp nhất để cùng chung vui với gia đình trong buổi tiệc tân gia ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và kính mời. Điều đặc biệt đồng hành với chúng ta có dịch vụ nhà hàng tiệc cưới Ý Nhi đến với chúng ta từ huyện Krông Bắc với phương châm an toàn thực phẩm đặt lên hàng đầu, với đội ngũ nhân viên phục vụ ân
cần chu đáo, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Hứa hẹn sẽ mang đến quý vị thưởng thức nhiều món ăn đặc biệt trong buổi tiệc tân gia ngày hôm nay. Và bên cạnh đó có sự góp mặt của dàn nhạc Ba Gian đến với chúng ta từ Buôn Trinh, thị xã Buôn Hồ. Hứa hẹn sẽ mang đến quý vị thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc để chúc mừng tân gia trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và kính mời. Alo quốc chương trang biệt oa khom tuôn mê đi prong cây tam nghe ra bị gặp khát vợ yên. À sẵn này tình trốn là mong trời chuyên hấp ác đi tục sáng mrao sang à mà bọ mị bọ. Bông linh hấp ác chân xem sẵn này còn là yêu ông thơ cái chi trang gặp dồi ông mai tại đây. Hình nay tục làm tạch nhau à trời kia một làm này à trời chuyên hấp ác hình gọ sang à mà mị bọ. À sẵn chi trang gặp dồi nộp bồ trại rạng này đà trốn lấy đà cà trốn để kia tục cuôn gặp trẻ cá trôi để chàng cá nấm en nắp gặp vui trẻ chơi hấp ác không gõ sang à mà mị bò à sẵn có lời ông thơ cái chị chàng gặp vui nepal đây đây kia prop mía thế họ anh mi chắc chị chàng gặp vui ông mai tay trai lô lên à sẵn chị chàng gặp vui nepal đây à đây này trôi lên một trẻ chơi hấp mát thì được sang mau sang ông mai mà mị bò à sẵn có lời ông thơ cái chị chàng gặp vui nepal đây nên anh ông mai mà mị bò thầy prop mía thế ai tiệt trôi lên một trẻ chơi thưa quý vị, mỗi một con người chúng ta có trăm nơi để đi, nhưng có một nơi để về, đó chính là ngôi nhà. Ngôi nhà là nơi che nắng che mưa, là nơi chúng ta ngã lưng sau những ngày làm việc vất vả. Anh chị Amamibo của chúng ta đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, cho tới ngày hôm nay cũng đã xây dựng xong một ngôi nhà khang trang tuyệt đẹp và được mời tất cả quý vị quan khách xa gần đến chung vui. Vâng thưa quý vị, và bây giờ không để cho tất cả phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau hướng về sân khấu để cùng nhau chào đón gia chủ Amabo và Mibo. Vâng thưa quý vị, và bên cạnh đó thì xin mời quý vị chúng ta cùng nhau hướng về phía ngôi nhà hạnh phúc của anh chị để cùng nhau thưởng thức màn múa lân của đội lân đến từ Erong của chúng ta. Xin quý vị chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt để chào đón chủ nhân cũng như là đội lân của Erong ạ. Xin mời.
cho ông đội múa lân. Cho nên là đây chính là món quà mà trong đội muốn gửi tặng cho gia chủ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một nữa xin quý vị chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng cho gia chủ, được không ạ? Và một tình bạn rất là tuyệt vời, và chúc cho đội múa lân của chúng ta sẽ thành công hơn nữa cùng kết hợp với Amabo trong tương lai ạ. À vâng, và bây giờ xin mời đội lân chúng ta xuống phía dưới đi ạ. Đó thì chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu mời lên sân khấu ông Esa Kim, đại diện cho gia đình sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn. À vâng, xin được trân trọng kính mời ông. À xin chị Trang gặp cho người bồ đầy á. Lo của đầy chương trang gặp một lời hấp á chắc xem sẽ đang có yêu thư gặp biết oa khoam tuần. À đầy hết kết lâu cần lần này trời một lại lộ tâm tân lại lăn lại chắc lại ni cơ chị Trang gặp cho người bồ đầy ghi lắp miết. À ai tia hết chương hông có sang dòng ruột này. Alo, có chinh xe châu miết hoa khoảm tuôn cả sáng thì tuôn rơm hải rơm rất nè. Mị bò mà bò chắc cầu mò ai mò hay bốc sáng. Eo mai eo thế, eo eong bừng bê rê tô đầm đê ung rung rê chơn. Lui vrọ bốc ma, chàng mộc lại mát, chàng mộc lại chắc dô. Thuộc bằng hoa, hồng clay chả cái ngàn dinh vrọ. Mộng nọ lẽ năn nè, có cố hộ lông cơ chi giang trẻ, xoay pral xài mẹ. Thôn đua bò, đua bò lột lò nè, chi giang mệt qua. Yông thề, lẽ năn rật nè, còm tạm tạm rẽ cầm môn thề. Đua bằng hóa, chàng cơ mộc lại pral, mộc lại xoay xài mẹ. Lẽ có cố hộ lông, cơ đua nà. Pên đun rơm, lẽ năn có pên cơ ai bò, rật nè ạp. Tom bộ sọ lạ lại nung mết khoa vàm đuôn mị mà nể phòng mơ. Nè có cố hộ lùng cái chi chàng trẻ. Hãy mươi hồng clay. Màu clay chạc mát chơn. Thình chàng cầm màu. Đưa cho môn trẻ có nè rồi nè. Nhu mô hay bước sang ập ả lên chàng. Rồi nè có lạch chắc. Hồng chi ai tê có. Có chi chàng phùng trẻ đục. Làm bực. Nó tức bằng hóa, lại đi độc sáng, lại thèm như anh này. Có lại chắc cái tí, có cố hộ lùng cái tí, không chí ai tí. Rạc này còn chức lại vũ, lại lao hông, mệt khoa hoàm thương. À xin anh lý chắc cái mệt oa hoàm thương một là em tâm tân hông chí chàng gặp Unipol Ray dòng rệt này. Ở gặp Unipol Ray á, ra chinh hơi chắc là xem ở địa phương phàng gặp vô nơi bồn bồn nhu lùng ngô ngùng em ngục mai ngùm tay dạy thì mì giá rưỡi này chỉ chân đây từ lươi bà bắc bà ma bà răng xù phê hết đây tùm bộ số lắm mà kỳ ngàn hề đi tốc sang mèo sang à mà mị bò bốc đây không ai chắc xem sẽ đang tìm rồi chạy bố nước lại cháu bọn ngạc mà bà của bồn tờ tốc rạc này bước lại mong sang màu là nhớ anh sẽ đang tươi cô trông chỉ chân gặp vô nơi bồn rầy thì tận này anh đừng ai chỉ chân gặp vô nơi bồn rầy bác ngàn bị prong bị tăng. Đây anh mới kia tự nhiên một là chắc xem một là xoay phao đuối mà chị chàng gặp dồi đồ bồn rấy. À xem thì chắc chị chàng gặp dồi đồ bồn rấy lộ lên. Vâng thưa quý vị, anh chị của chúng ta đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Cho tới ngày hôm nay cũng đã xây dựng xong một ngôi nhà. Còn riêng ngày hôm nay thì đã thành lễ tân gia. Mời ông, mời bà, mời anh, mời chị. Nào chúng ta cùng nhau nâng chén rượu mừng để cùng nhau chúc tân gia. Vâng và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau nâng ly để chúc mừng cho gia chủ, được không ạ? Nào quý vị ơi, xin mời những ly bia, những ly nước ngọt đâu ạ? Nào, 1, 2, 3. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa xin được chúc cho gia đình có được thật nhiều sức khỏe và có được một ngôi nhà khang trang tuyệt đẹp như ngày hôm nay. Đó là một thành công rất là lớn. Cảm ơn quý vị khách quý đã đến để chung vui trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Vâng, và bây giờ tiếp theo chương trình của chúng ta sẽ là những phần quà đặc biệt đến từ người thân, bạn bè dành tặng cho gia chủ ạ. Vâng, xin được mời bác cùng trở về bàn. Xin anh còn rằng này có lỗi ông thưa cái chị chàng gặp chuyện được bốn hai mòn lần lúc nhờ có sang ạ mà bị bò thì thật lâu ngay trời bệnh lúc nhờ. Thank you.
chuyện miên mãi đến từ người thân fan bè dành tặng cho gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc cho gia chủ làm ăn tới tới phúc lộc bè nhà phú quý vinh hoa. Và bây giờ xin mời gia đình bạn cùng tiến về từng bàn tiệc để cùng giao lưu với tất cả mọi người trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đồng hành với chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay có dịch vụ nhà hàng tiệc cưới Ý Nhi đến với chúng ta từ thôn 1 Hòa Tiến, thị trấn Phúc An, huyện Krông Bắc. Và bên cạnh đó có dự góc mặt của dàn nhạc Ba Gian đến với chúng ta từ Buôn Trinh, thị xã Buôn Hồ. Và bây giờ không để cho tất cả phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau hướng về sân khấu để cùng nhau thưởng thức bản hòa tấu đầu tiên đến từ anh em ban nhạc Ba Gian.
cầu năm nay một lúc thật em có cá thầu vơi lòng xem lấy mọc lấy mùa mình mình là người nào để thế đam nó máu anh mình lô lên cười tay quay khắp lên sẽ chi và ta tay trong tim em mãi sao đâu.
Right on top, like they say, bet, 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 bet.